Người Mường thì điệu múa Pôn Pông đó là một điệu múa chủ đạo. Pôn có nghĩa là nhảy múa, Pông có nghĩa là hoa. Cho nên là Pôn Pông đó là vui chơi nhảy múa bên cây bông. Cây bông này là nó biểu tượng cho cái đất trời và tất cả những các cái sự may mắn mùa màng cũng như là cuộc sống của người dân, tượng trưng là để cầu mưa thuận gió hòa, rồi trời đất là bình yên, rồi mùa màng là bội thu. Lúa múa lâu lắm rồi, từ ngày lớn lên là ông cha còn làm với ông cha cố tá người ta dạy rồi. Người ta kể chuyện ngày xưa mà không biết là đi học thì hắn không nhập tâm, nhưng mà cái đi răng mà người ta nói ra là nhập tâm liền nha, nhớ không phải hỏi lại nữa nha, mà thấy người ta làm là nhập tâm luôn. Có phải ngày xưa là ai cũng biết múa Pôn Pông mà ai cũng biết thờ phụng mô, có cái gia truyền này mới có rồi. Nhà ai có giá tiền thì có cái này, còn người thường người dân là không có. Biết làm cái này phải biết bốc thuốc chứ, mà biết bốc thuốc là biết cách mà chữa. Là chữa thế nào, cho uống mấy lần một ngày, hay là đắp thuốc mấy ngày một lần như thế. Cho nên là phải biết đường. Ta mua cho bông ra, ta nhảy cho hoa đậu rồi đó. Đi cây nào tốt, thanh tươi, lá gốc lá ngọn đó. Cầu cho cái người mà ốm đau để cho anh khỏe mạnh. Cái thứ hai là cầu trời cầu đất, cầu nắng cầu mưa để cho mùa thuận gió hòa để mà làm ăn. Vừa làm vừa ăn là vừa cầu cho người không ốm nữa. Như thế là trong lòng trong tim những người là vui vẻ, đáng khỏe lên. Chỉ có mình cây này làm cây bông à? Cái cây này á thì là ở trong các cái lời dẫn của các cái bài sường đang á, thì là người ta dẫn vào cái cây này, người ta nói tiền vào cái cây này, mang ý nghĩa tâm linh của cái cây này. Đấy, cho nên là người ta bắt buộc phải lấy cây này để làm bông. Cái nào thẳng thon đẹp mà nó vừa tầm, cũng không được lấy cây to quá, không lấy cây nhỏ quá. To quá thì mình cắm bông nó không đẹp, mà nhỏ quá thì nó lại cái cây này cái ruộng nó rất là to. À, nếu mà nhỏ quá nếu có mình đi ruột không, cái vỏ nó không được nhiều nên là cái bông hoa nó không được dày. Cây bông thì có tất cả là 12 bậc, bắt đầu nó là bậc 3, rồi bậc 5, bậc 7, bậc 9, 12. Các cái bậc này nó thể hiện được cái vị trí vai trò của cái người gọi là bà máy đó. Ở trần gian có cái gì là trong cây bông phải có hết. Có chúng, có nỏ, có dao, có cuốc, có liềm, có chẻng tù. Không có là thiếu được không được. Cho nên là làm cho được cây bông thì tốn bao nhiêu là công việc, tốn bao nhiêu là sức khỏe, tốn bao nhiêu là cái tiêu mà nghĩ ra mà làm.
con pong dong và con khá con nhau cho rất lặng tê. Cây chỉ đi phát đáy cây thì đi cây lúa ngay cây làm mạ cây xay gạo cây giá lúa cây thì đổ trôi cây chỉ đi chăn đi bán là phải nhiều người mới đủ đủ cái trò cho trò diễn cho đứng thì phải có đôi ngồi phải có bạn mỗi mình không làm được mỗi mình làm không nổi mà múa bông thì là phải có cái trống với cái cồng mà đánh chiêng hắn mới đi đôi cho có nhạc cụ mà thế là vừa mua vừa hát là phải có nhạc cụ hắn mới bốc cho hắn mới lên hắn mới khỏi động. Dân tộc Mường của mình đã có cái bản sắc văn hóa Pồn Phong này rất là tự hào với dân tộc của mình chứ và vui lắm chứ đến ngày rằm ngày tết là chúng tôi lại lấy cồng chiêng ra đánh là lấy cái bông dựng lên lảy nhảy Pồn Phong để cầu cho mưa thuận gió hòa cầu cho bản làng khỏe mạnh và làm ra ăn nên làm ra dân bản ấm no hạnh phúc chứ.